mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Nhân ơi, hôm nay em có một tin vui báo cho anh Nhân nè. Anh nghe nè. Anh biết không, cái món canh bí ngòi cuốn tôm mà chương trình giới thiệu á, được khán giả rất là hoan nghênh. Em nhận được nhiều thư của quý vị khán giả khen món đó lắm đó. Anh rất là vui khi mà quý vị khán giả thích những cái món ăn của chương trình mang đến nè. Và hôm nay anh rất là sẵn sàng để chuẩn bị cho một cái thực đơn giao mùa với một cái món ăn rất là ngon. Nhưng mà quý vị khán giả có yêu cầu là phải một món canh ngon từ bí ngòi nha. Bởi vì bí ngòi ngon nè, ăn mát nè, mà lại có giá trị dinh dưỡng cao, rất là phù hợp với thời tiết giao mùa. Vậy thì hôm nay anh sẽ giới thiệu cho quý khán giả một món ăn từ bí ngòi nè. Mà còn nữa là bí ngòi á, có nhiều chất xơ nè và rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì nó có thể điều trị bệnh tim mạch nè và phòng chống được bệnh cao huyết áp nữa. Trời ơi, hay quá, vậy thì còn chờ gì nữa, anh ơi hướng dẫn liền đi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả món canh bí ngòi nấu nấm. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có sườn non 200g, cà rốt nửa củ, nấm đông cô tươi, bí ngòi 1 quả, hành, ngò, đậu hũ non, tiêu, hạt nêm nước hồng xương Azingon. Bây giờ mình bắt đầu sơ chế. Trước khi để làm cho cái món ăn trong tích tắc thì mình phải tiết kiệm được thời gian. Cho nên anh sẽ lấy một cái nồi này bắt đầu mình hầm xương. Chắc mình chuẩn bị khoảng cỡ 1 lít nước hả anh? Em thêm nửa lít nữa cho anh là lít rưỡi. À, như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị 1 lít rưỡi nước. Bây giờ anh sẽ cắt bí ngòi trước nè. Anh ơi, hình như là bí ngòi còn có tên là mứt Nhật đúng không? Quá giỏi, chính xác. Rồi, bây giờ em cắt cà rốt ra cho anh, khoảng 3 ly cho anh nha. Nhưng mà em nghĩ á, bí ngòi cũng còn là một nguyên liệu hơi xa lạ với các bà nội trợ đó. Anh Nhân chỉ lại cách chọn bí ngòi đi. Mình phải chọn bí ngòi sao cho ngon. Thì đầu tiên em phải cầm bí ngòi cho nó chắc nè, nặng nè. Và cái vỏ bên ngoài này em phải thấy có màu xanh mượt nha. Như vậy là bí ngòi là tươi, ngon. Em đã nhớ rồi. Quý vị khán giả thân mến, hãy chọn loại bí ngòi tươi, non, cầm chắc và nặng tay nè. Da thì láng và xanh mượt. Như vậy thì khi nấu canh sẽ rất ngon và rất ngọt. Tiếp theo thì phần nấm đông cô nè, em cắt ra cho anh. Cắt làm đôi ha. Để qua đây. Bây giờ anh cắt hành. Đậu hũ em cũng sẽ cắt khối vuông ra. Anh Nhân ơi, nước sôi rồi, giờ mình làm gì với nồi nước này đây? Mở nắp ra cho anh. Em sẽ cho sườn vào. Mình cho tiếp cái phần cà rốt nè. Cà rốt thì cũng lâu chín đúng không? Tiếp theo quý khán giả sẽ cho tiếp cái phần nấm vào nha, để nước nó ngọt hơn. Dạ đúng rồi. Vặn lửa vừa thôi. Như vậy là mình sẽ cho nấm vào và tiếp tục chờ đợi đúng không? Bây giờ nấm cà rốt cũng đã hơi mềm rồi. Tiếp theo em cho phần bí ngòi nữa. Quý vị khán giả lưu ý, cái phần bí ngòi của chúng ta nó rất là mau mềm. Nếu chúng ta nấu lâu thì nó sẽ bị mất chất dinh dưỡng và nó bị mềm nhũn không ngon nữa. Cho nên gần xong rồi chúng ta mới cho vào. Quý vị khán giả đừng quên lời của đầu bếp Hoàng Nhân nha. Chúng ta sẽ cho bí ngòi vào sau để tránh trường hợp là bí ngòi sẽ bị mềm ra mất ngon. Bên cạnh đó chúng ta sẽ còn giữ được cái chất dinh dưỡng ở bên trong bí ngòi nữa. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng canh hạt nêm Azingon vào nha. 2 muỗng canh hạt nêm Azingon. Rồi, bây giờ anh sẽ cho đậu hũ vào nè. Khi mà em cho vào nó là một khối đúng không? Dạ. Em cho vào em lắc nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nó sẽ tan ra. Đợi nước sôi trở lại là mình cho ngò, tiêu, hành nữa là xong. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy thôi. Rồi, Châu ơi, nước sôi rồi, bây giờ Châu tắt bếp cho anh nè. Sau đó mình cho hành với ngò nãy em cắt nhuyễn á, cho lên bàn. Bây giờ anh sẽ múc canh ra nè. Em cảm giác món này rất là thanh đạm đó anh. Với nhiều chất dinh dưỡng rồi, những cái vitamin từ rau, củ quả rồi cả đậu hũ nữa. Chắc chắn là món này là rất là thanh mát, thích hợp với thời tiết giao mùa. Rồi. Bây giờ anh đã trình bày 80% xong rồi. Nhưng mà tiếp theo mình sẽ cho một ít tiêu lên trên. Đây. Cho một ít tiêu mà anh làm em hồi hộp quá. Em sẽ cho một ít ngò để trang trí cho món ăn của mình. Rồi, anh sẽ múc cho bé Châu nè, một miếng sườn nha. Dạ. Cho em một ít nấm nữa. Wow, anh Nhân thật là hào phóng. Anh Nhân mà, bây giờ sao anh Nhân không cản em lại? Anh Nhân mà không cản em lại là em ăn hết cái tô này rồi em mới nhận xét đó. Giờ anh muốn làm sao?
chuyện nhỏ, nhưng mà để tí xíu đi anh cho nguyên tô luôn. Nói đùa với quý vị khán giả và anh Nhân vậy thôi. Bởi vì khi mà ăn món canh này, Minh Châu cảm thấy rất là thích thú, cho nên cứ muốn ăn hoài ăn mãi thôi. Giống như từ nãy đến giờ Minh Châu có chia sẻ với quý vị là món canh này được làm ra từ rất nhiều những nguyên vật liệu bổ dưỡng nè, và thanh mát nữa. Do đó khi mà chúng ta ăn vào, cảm giác đầu tiên của Minh Châu là vị ngọt rất là đậm đà, vừa ăn nè, thanh mát nè. Đảm bảo với quý vị rằng khi mà quý vị làm món này tại nhà cũng sẽ cảm thấy giống như là Minh Châu vậy đó. Còn riêng đối với phần bí ngòi, nguyên liệu chính của món ăn này, thì bí ngòi được nấu vừa chín tới thôi vẫn giữ được cái độ giòn nhất định nè, vẫn ngọt không bị nát, và đảm bảo rằng vẫn còn giữ được cái màu xanh rất đẹp, làm cho món ăn của chúng ta càng trở nên hấp dẫn hơn. Vậy là chúng ta đã có một món ăn mới trong thực đơn giao mùa chúng ta ngày hôm nay rồi. Mến chúc quý vị khán giả sẽ thành công trong món ăn này. Món ngon giao mùa. Đầu bếp Hoài Nhân và Minh Châu cũng rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hay hơn, hấp dẫn hơn, và chúng tôi có thể bổ sung thêm thật nhiều những món ngon bổ dưỡng chỉ làm trong tích tắc vào những thực đơn của mình, để giúp cho quý vị có những bữa cơm đầm ấm bên những người thân yêu của mình. Hãy liên lạc về với chương trình theo hai cách, đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.